khai trương bệnh viện thẩm mỹ tiêu chuẩn Hàn Quốc đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Việt Nam, nơi khách hàng được các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành Hàn Quốc, Việt Nam trực tiếp hội chẩn và đưa ra giải pháp thẩm mỹ tối ưu. Ứng dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại cùng quy trình thẩm mỹ an toàn theo quy chuẩn Hàn Quốc. Càng Nam mang đến một kết quả thẩm mỹ hoàn hảo và tạo ra nét đẹp riêng biệt cho mỗi khách hàng. Bởi chúng tôi hiểu, vẻ đẹp không bắt nguồn từ khuôn mẫu mà đến từ sự hài hòa, tự nhiên trong từng đường nét. Tỉ mỉ, chính xác, tận tâm. Với Càng Nam, hạnh phúc chính là sự hài lòng của mỗi khách hàng. Và thẩm mỹ không chỉ đẹp mà còn có thể thay đổi cả cuộc sống.